Buôn Ma Thuột là một vùng đất nổi tiếng về cà phê tại Việt Nam, nơi sản xuất ra những hạt cà phê chất lượng cao và đặc biệt là không có hóa chất. Sản phẩm cà phê bột Ruby của Buôn Ma Thuột được làm từ những hạt cà phê được thu hoạch từ những cây cà phê trồng trên đất đỏ Ba Giang và được chăm sóc một cách cẩn thận từ khi chúng còn ở trên cây đến khi thu hoạch. Sau khi thu hoạch, quả cà phê được tách vỏ và tách hạt để lấy được hạt cà phê. Tiếp theo, hạt cà phê sẽ được tiến hành làm sạch và sấy khô. Quy trình rửa sẽ loại bỏ đi những tạp chất như sạn, cát, vỏ, cành, lá. Công đoạn làm sạch này rất quan trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cà phê thành phẩm. Cuối cùng, cần chọn lựa các hạt theo kích cỡ sang sàng nhau nhằm mang đến sản phẩm cà phê thành phẩm với kích thước đồng đều. Từng hạt cà phê được sử dụng trong các sản phẩm mà Ruby đang sản xuất đều được tuyển chọn từ vùng cà phê ngon nhất tại cao nguyên Việt Nam, với hương thơm nổi bật, vị cà phê êm dịu. Cà phê bột Ruby được rang xay một cách tỉ mỉ để đảm bảo hương vị và mùi thơm được giữ nguyên nhất. Sản phẩm này có vị đậm đà, độ đắng vừa phải và mùi thơm đặc trưng của cà phê Buôn Ma Thuột. Không những thế, sản phẩm còn được đóng gói trong những bao bì chắc chắn, thiết kế sang trọng đẹp mắt, giúp bảo quản cà phê tốt hơn và giữ được hương vị lâu hơn. Sản phẩm cà phê bột Ruby có 4 loại: loại đặc biệt, thượng hạng và cà phê trộn cao cấp. Cà phê Robusta size 18 rang mộc rang xay nguyên chất, không tẩm màu, không chất bảo quản, không chất phụ gia. Sản phẩm là một sự lựa chọn tuyệt vời cho quán cà phê và những người yêu thích cà phê, đang tìm kiếm cà phê chất lượng cao. Với độ tươi mới và chất lượng vượt trội, cà phê Ruby sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm cà phê tuyệt vời và đặc biệt hơn khi được chế biến bằng những phương pháp cà phê phin truyền thống của người Việt Nam. Với những ưu điểm vượt trội và giá trị đích thực mà sản phẩm cà phê bột Ruby của Buôn Ma Thuột mang lại, chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những vị khách hàng khó tính nhất. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Ruby, địa chỉ 34 đường N5, khu phố Đồng An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hotline 0937 067 373, 0869 432 054.